Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa, hiện tại là phó giám đốc của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người một cái mẫu biệt thự mà chúng tôi đã thi công nội thất, phòng khách, phòng bếp và 4 phòng ngủ tại đây nhé. Thì mời mọi người cùng chúng tôi theo dõi các cái giải pháp và các cái quá trình review thực tế sau khi chúng tôi đã thiết kế và thi công trọn gói nội thất cho gia chủ tại khu vực thành phố Bắc Ninh nhé. Thì mời mọi người cùng chúng tôi vào nhà anh Bắc tại khu vực thành phố Bắc Ninh để xem là cái ý tưởng rồi cái yêu cầu cũng như là cái tính cách con người của anh được thể hiện ở trong cái phòng khách và phòng bếp cùng với các phòng ngủ của gia đình nhé. Thì mời mọi người cùng theo chân chúng tôi vào bên trong ạ. Mời mọi người cùng vào bên trong. Thì trước tiên ở đây thì giới thiệu qua mọi người là nhà anh là gồm 5 tầng. Trong đó là tầng 5 là tầng tum và tầng 1 là tầng hầm. Thì nhà anh có khu vực phòng khách ở khu vực tầng 2. Đó thì trước khi mà để vào được cái khu vực phòng chính thì ở đây anh có một bộ cửa. Đấy, bộ cửa này tương đối là rộng. Thì kích thước là theo kích thước phong thủy hết rồi mọi người nhé. Và toàn bộ về cái chất liệu ở đây là anh sử dụng hệ thống cửa thép vân gỗ mọi người ạ. Cửa thép vân gỗ, đấy, nhìn rất là giống gỗ mọi người nhé, nhưng nó rất là bền và đảm bảo cho mọi người về cái mức độ an ninh trong cái ngôi nhà của mình. Bên cạnh đó thì anh cũng có kết hợp sử dụng với hệ thống khóa bằng mật khẩu và vân tay. Đó, đây anh dùng PHG lock loại khóa như thế ạ. Đó, toàn bộ thép vân gỗ nhá, rất là đẹp. Ừ, vân tay. Và đây anh thì có một cửa chính rất là to. Một cửa chính rất là to và ở đây là anh có một cái cửa nhỏ ở phía bên cạnh. Ok, thì ở đây có khuôn bao luôn cho mọi người nhé. Thì nhân tiện đây thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người về cái kích thước của cái bộ cửa này luôn. Đấy thì anh Hạnh là trưởng phòng với tôi thì chúng tôi sẽ đo cho mọi người biết về cái kích thước này nhé, cho mọi người đỡ phải tò mò về cái chiều rộng của cái cửa này. 85 phân. Đấy, và anh xem cái chiều cửa nhỏ là bao nhiêu. 2m32. Rất là đẹp. 2m32. Vâng. Anh cho mọi người biết cái cửa nhỏ này xem nó mấy. Khoảng là 45 phân. 45. Đấy thì khi mà chúng ta dùng cái hệ thống cửa thép vân gỗ hoặc cửa gỗ composite như thế này thì chúng ta sẽ chỉ có những cái kích thước cố định thôi, là theo chiều rộng cố định thôi mọi người nhé. Không thể rộng to được cả ra cánh cửa như này. Và nhìn làm hai cánh như này nó rất là đẹp, không cần phải một cánh, đúng không? Ok, thì mời các bạn cùng vào phía bên trong để ngắm toàn bộ cái nội thất khu vực phòng khách này nhé. Thì giới thiệu với mọi người, cái phòng khách này với toàn bộ số mét vuông ở đây là 25 mét vuông. Đó, rất là rộng, tôi sẽ quay một lần cho mọi người có thể hình dung rất là nhiều tại đây. Đấy, vừa lia một vòng cho mọi người nhìn đấy. Thì ở đây gia chủ có sử dụng kết hợp phòng khách và khu vực sảnh chung cùng với khu vực sinh hoạt chung và khu vực phòng bếp ở phía dưới cùng. Đấy, tương đối là rộng. Thì trình bày với mọi người về cái giải pháp mà chúng tôi đã tư vấn thiết kế cho anh Bắc tại đây. Thì giải pháp của chúng tôi là thiết kế cho anh Bắc một cái khu vực phòng khách rất là rộng và ngồi xem tivi với một cái không gian rất là thoáng. Tại vì nó có một cái không gian thoáng về hệ thống cửa kính phía trước nhìn ra khu vực phía mặt tiền của công trình, vách kính rất là lớn ạ. Và bên cạnh đó thì phía bên phải chúng tôi cũng có trang trí cái khu vực hành lang rất là rộng và chỗ vui chơi của các cháu.
thì là phòng khách của chúng ta cảm giác rất là sáng và có gió tươi. Đây, tôi sẽ ngồi đúng chỗ vị trí ngồi cho mọi người có thể nhìn hình dung rõ. Đây, xem TV rất là rộng nhá. Đấy, ngồi ở phòng khách này thì chúng ta có thể nhìn ra cái khu vực đầu tiên cho mọi người xem là cái khu vực xem TV. Đấy, thì ở đằng sau kệ TV thì chúng tôi có trang trí cho anh toàn bộ những cái vật liệu đấy, 3D cho mọi người. Tí tôi sẽ ra gần cho mọi người xem nó 3D như thế nào. Và chỗ đấy là kệ TV rất là đẹp và nổi trội nhá. Bên ở bên dưới thì chúng tôi có một hệ thống kệ TV trang trí ở bên dưới. Đấy, đấy trước đấy là cái kệ TV ở phía bên trên. Và xung quanh viền phía đối diện ngồi thì chúng tôi có trang trí những cái viên gạch ốp màu đen. Đấy, rất là đẹp. Và bên cạnh đó là những cái trang trí về gỗ chạy xung quanh nha mọi người. Đấy, nhìn về phía đấy thì chúng ta cũng có một hệ thống tủ. Đấy, kết hợp với đèn. Đấy, hộp tủ ở đây thì chúng tôi toàn bộ sử dụng chất liệu bằng melamine, rất là đẹp nha mọi người. Đấy, ở các cái ô bên trong thì chúng tôi có thể là trang trí những cái vật dụng mà chúng tôi hay dùng hoặc những cái deco trang trí. Thì anh Hạnh có thể mở cho mọi người xem về cái tủ bên trong kết hợp với cái deco đấy không? Cái cánh tủ đúng không? Đấy, bên trong cũng là cánh tủ mọi người nhá. Thì có thể để cất rượu, cất giếc các thứ nhá. Đấy, có thể chạy xung quanh được, rất là đẹp. Thùng bên trong là màu đen mọi người ạ. Rồi ạ, anh đóng cho mọi người. Đấy, thì đấy là cái không gian đối diện phòng khách. Và phía bên cạnh phòng khách thì chúng tôi cũng có bố trí cho anh là một cái chỗ để hoa cùng với cái không gian trống của vách kính nhìn ra phía bên ngoài mọi người nhá. Rất là đẹp. Và ở chỗ này, chỗ vị trí ngồi xem phim ấy, thì chúng tôi có bố trí cho anh là hệ thống sofa kết hợp với bàn. Đấy, bàn uống nước ở đây. Thế phong cách của nhà anh là phong cách hiện đại thôi mọi người ạ. Đấy, thì ở những cái vị trí sofa này thì chúng tôi bố trí phía đằng sau ngồi sofa là những thanh gỗ. Đấy, những chất liệu bằng gỗ và bức tranh phong cảnh dùng toàn bộ bằng gạch ốp vào bên đằng sau. Đấy, cái này cũng chìm vào bên trong mọi người nhé. Đấy, đây là chìm vào bên trong luôn này. Đấy. Thì chia sẻ với mọi người, nhà anh Bắc thì chỗ này là để chờ cho anh em tường thôi. Chúng tôi chơi với cái này và rất là đẹp. Ở đây thì có một cái chiếc camera để ngắm vào khu vực phòng khách này nhé mọi người. Đấy, phía bên trên trần thì chúng tôi cũng và cái phía bên tay phải của khu vực phòng khách này là toàn bộ cái tủ trang trí, mặt là mặt acrylic sơn bóng và các cái đồ vật trang trí rất là đẹp. Deco trang trí bên cạnh góc tivi mọi người có thể nhìn thấy cái này, rất là đẹp. Đấy, thì ở trên đây là những cái vị trí rất là đẹp nha mọi người. Đó. Những cái deco rất là đẹp. Và phần còn lại là khu vực hành lang để đi vào cái không gian bên trong. Thì trước khi mà đi vào bên trong thì chúng tôi sẽ chia sẻ với mọi người về cái trần ở đây. Trần ở đây anh sử dụng hệ thống trần thạch cao giật cấp và có một cái mâm cùng với hệ thống đèn chùm chính giữa, hệ thống điều hòa luôn. Đó, thì ở đây anh có để một cái lỗ gọi là lỗ thăm trần mọi người nhé. Ở đây thì qua cái lỗ này thì chúng ta có thể sửa mọi thứ ở bên trong. Đấy là một giải pháp mà chúng tôi tư vấn cho gia chủ rất là tốt. Đấy, sau có ảnh hưởng gì bên trong chúng ta còn xử lý được. Và ở phần tiếp theo, như vậy là các bạn vừa tham quan xong một cái không gian phòng khách nhé, rất là rộng. Và tiếp theo là cái khu vực chung của khu vực cầu thang bộ và cầu thang máy. Đây là khu không gian chung này. Đấy, không gian chung này cũng rất là rộng. Thì không gian chung này nó cũng phải rơi vào khoảng tầm gần 20m2 mọi người ạ. Đấy, ở đây thì hiện tại cũng chưa kê cái gì mọi người nhé. Sau chúng ta có thể bố trí những cái bộ bàn ghế ở đây chẳng hạn. Đấy, ở trên đây thì chúng ta có thể trang trí các cái hệ thống deco. Đấy, những cái trang trí rất đẹp. Thì ở đây anh mới để được một cái cúp huân chương của anh thôi. Thì anh là một người rất là mê sân golf đó, thì anh đã giành được những giải thưởng ở đó. Và không gian ở bên trong thì chúng tôi có thi công nội thất và thiết kế cho anh về một cái hệ thống tủ bếp ở đây. Đấy, hệ thống tủ bếp ở phía bên trong này. Thì ở đây thì chia sẻ với mọi người về cái hệ thống tủ bếp ở trong nhà. Đây thì chúng tôi có thiết kế cho gia chủ là hệ thống bếp dưới này, hệ thống bếp trên này,
hệ thống bếp sát tường, sát chân này. Đấy, và kết hợp với một cái tủ để tủ lạnh nhé mọi người. Và ở đây thì có một cái vị trí để đồ, vật dụng các thứ. Đấy, tủ rời luôn. Thì rất nhiều nhà mà với cái giải pháp bếp này mà nhiều người trông rất là đơn giản thôi, nhưng mà nhiều người không nghĩ ra mọi người nhé. Thì ví dụ như là cái tủ sát trần này này, nhiều người không làm để nó lơ lửng bên trên là rất là xấu. Thì đây là một trong những cái giải pháp mà chúng tôi đã tư vấn cho gia chủ để gia chủ có thể là có những cái bộ bếp đẹp nhất ạ. Đó thì tôi vừa bật điện lên cho mọi người có thể hình dung được toàn bộ nhé. Thì bây giờ là tôi đến chi tiết từng phần một. Thì đầu tiên là cái tủ để tủ lạnh. Đấy, hệ thống tủ lạnh này thì chúng tôi đang thiết kế và thi công để cho gia chủ ở phần phía ngoài cùng. Đấy, rất tiện lấy và dễ nhé. Tủ lạnh thì sẽ chui toàn bộ vào trong đấy. Anh Hạnh có thể mở cho mọi người xem về cái tủ trên không? Tủ trên đấy. Tủ trên đấy thì cũng để đồ nhé mọi người. Đó. Anh chia sẻ cho mọi người về cái kích thước. Kích thước của cái tủ lạnh thì chúng ta đang để bao nhiêu? Tủ bình đang là 1m1. Đấy, 1m1 mọi người nhé. Ở đây thì sử dụng hệ thống tủ rộng thoải mái luôn. 300 lít còn được. 1m9. 1m9. Đấy, bên trên là tủ cánh mở. Và bên trong là những cái vị trí bên tiếp đến là chúng ta sẽ có vị trí đặt bếp từ và hệ thống hút mùi ở phía tiếp đến bên cạnh tủ lạnh. Đó. Thì chia sẻ với mọi người nhé, cái thùng tủ ở phía bên dưới này, thùng tủ này, chúng tôi sử dụng toàn bộ những cái chất liệu tốt nhất để chống nước tuyệt đối nhé mọi người. Mặt đá ở đây thì chúng tôi dùng mặt đá công nghiệp mọi người ạ. Với mặt đá công nghiệp như này thì nó rất là sáng và rất là đẹp. Đấy, mặt đá nhé mọi người. Mọi người nên phân biệt rõ là ở đây chúng ta có hệ thống tủ này, bếp từ này, mặt bếp, mặt kính bếp này và thùng bếp các thứ luôn. Rất là nhiều phụ kiện bên trong bếp nha mọi người nhé. Và đây là hệ thống rửa. Và đây là một cái tủ rời nha mọi người, để đựng những cái thứ linh tinh. Đấy, ở bên cạnh cửa sổ. Ở bên trên là những cái giá bát đĩa, rất là tiện cho gia chủ nhé. Đấy, trần ở cái vị trí phòng bếp này thì chúng tôi có tư vấn thiết kế nội thất cho gia đình anh là sử dụng hệ thống trần phẳng thôi. Và cũng giống như khu vực phòng khách nhưng mà nó không giật cấp. Và cũng có một cái lỗ thăm trần ở chính giữa khu vực trần thạch cao. Đó, ở đây thì rất dễ cho quá trình sử dụng và quá trình sửa chữa nhé. Đấy, thì mời các bạn tham quan một lần toàn bộ cái khu vực không gian của phòng bếp này và phòng khách. Sau đó thì chúng tôi sẽ cho mọi người tham quan về khu vực phòng ngủ nhé. Phòng bếp ở đây thì toàn bộ mặt kính và phần nấu ăn thì chúng tôi có trang bị toàn bộ là hệ thống đèn LED cho gia chủ. Đấy, một không gian rất là rộng. Đây thì ngôi nhà này vừa mới được hoàn thiện thôi người ạ, trước Tết. Và hôm nay chúng tôi xuống đây để quay lại cho mọi người xem toàn bộ các cái công năng của hai khu vực phòng này. Đấy, vậy là các bạn vừa tham quan xong cái thiết kế nội thất và thi công nội thất theo thực tế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato của khu vực phòng khách và khu vực phòng bếp. Đó thì nếu mọi người có quan tâm về cái thiết kế và thi công nội thất của chúng tôi và quan tâm nhiều các cái mẫu thiết kế của phòng khách và phòng bếp với cái diện tích khoảng tầm từ 25 tới 40 mét vuông một phòng, mọi người có thể là đăng ký kênh hoặc là gọi điện cho chúng tôi để chúng tôi tư vấn cho mọi người về cái giải pháp nhé, về chất lượng nhé. Thì lúc đó chúng tôi sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn ạ. Thì mời mọi người cùng chúng tôi chờ đón những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Xin chào.